Chào tất cả quý phụ huynh và học viên tại trường Anh ngữ Les. Sau đây thì em xin giới thiệu tới tất cả quý phụ huynh và học viên cách sử dụng app Central Online trên điện thoại di động của mình. Đầu tiên, quý phụ huynh vui lòng vào App Store hoặc CH Play để có thể tải Central Online. Chữ Central Online em đã đánh mũi tên trên màn hình. Sau đó, phần mã trung tâm, quý phụ huynh học viên vui lòng điền Les, tên đăng nhập mật khẩu, điền đúng tên đăng nhập và mật khẩu bên nhà trường đã cung cấp sau khi phụ huynh và học viên đã đăng ký học. Sau đó, quý phụ huynh và học viên vui lòng bấm vào phần đăng nhập. Tại đây sẽ hiện ra giao diện màn hình. Quý phụ huynh vui lòng bấm vào mục tương tác. Sẽ hiện ra tất cả thư mục trên app. Mục đầu tiên là mục thời khóa biểu. Thì quý phụ huynh vui lòng kích vào phần thời khóa biểu để xem được lịch học của con cố định và các lịch học cụ thể như thế nào. Và sau đó, quý phụ huynh học viên có thể kích vào một buổi bất kỳ của con để xem cụ thể thông tin buổi học ngày hôm đó con sẽ học gì, nội dung chi tiết ra sao. Quý phụ huynh sẽ nhìn thấy trên màn hình sẽ có các phần nội dung bài học. Thứ hai, phần bài giảng tóm tắt. Thứ ba là giáo trình buổi học chi tiết. Thì thứ nhất, trong cái phần bài giảng tóm tắt này là phần mà học viên sẽ xem được kiến thức tổng quan chuẩn bị trước khi tham gia vào buổi học chính để đảm bảo hiệu quả. Phần giáo trình buổi học chi tiết, học viên và học phụ huynh có thể kích vào phần chi tiết để xem giáo trình hôm đó con học cụ thể ra sao. Phần bài tập về nhà, sau khi con học xong sẽ có bài tập về nhà tương ứng đối với lý thuyết này. Phần thứ hai là phần lớp học. Khi kích vào thư mục lớp học thì các quý phụ huynh sẽ nhìn thấy phần thông tin của các buổi học của con từ buổi 1 cho đến buổi cuối cùng. Ví dụ, lộ trình học tập của con học tập là lộ trình 6.0, 160 giờ. Thì thời gian học tập của con sẽ là 160 giờ từ buổi giờ thứ nhất cho đến giờ cuối cùng sẽ hiện ra nội dung chi tiết. Và nếu phụ huynh và học viên mong muốn xem được thông tin vào giờ nào, buổi nào, quý phụ huynh và học viên có thể kích vào buổi tương ứng và xem được thông tin chi tiết, kiến thức, bài giảng tóm tắt, link bài tập về nhà của ngày hôm đó. Tại đây thì quý phụ huynh và học viên có thể theo sát được việc học tập của con bằng cách xem nhận xét sau từng buổi học của giáo viên nhận xét cho con. Ví dụ, mình muốn xem nhận xét của ngày 7 tháng 10 sau việc học tập của con ngày hôm đó, quý phụ huynh sẽ kích vào phần buổi học ngày hôm đó. Sẽ hiện ra đánh giá nhận xét của giáo viên về buổi học cho con. Ví dụ, về giờ giấc của con, hôm đó con tham gia đúng giờ, bài tập về nhà của con đầy đủ, thái độ học tập của con tốt, hăng hái, nhận xét cụ thể chi tiết của con về các ngữ pháp hay các lỗi mà con gặp phải hay giải pháp cụ thể ra sao. Như vậy thì sau từng buổi học, các quý phụ huynh có thể không cần tham gia ngồi cùng con, vẫn có thể nắm rõ được chi tiết buổi học ngày hôm đó, sự tiếp thu của con cũng như điểm cần khắc phục của con để đồng hành với con cái một cách tốt nhất. Về tất cả các nội dung của buổi khác tương tự, theo quy định của bên nhà trường, giáo viên sẽ nhận xét về sự tiếp thu cũng như buổi học của con ngay sau buổi học. Vì thế, mỗi một ca học xong, quý phụ huynh có thể nhận được thông báo của bên nhà trường và sau đó kích vào phần thông báo để xem chi tiết về nội dung đánh giá cho việc học tập của con về ngày hôm đó. Tại đây có mục bài kiểm tra. Phụ huynh và học viên có thể kích vào phần bài kiểm tra để xem được điểm kiểm tra của các con. Ví dụ, hiện tại trong tài khoản của các con đang có 2 bài kiểm tra và đã chấm. Quý phụ huynh có thể xem chi tiết về phần nhận xét của giáo viên và cũng như có thể phản hồi phần nhận xét trực tiếp của giáo viên trên app. Phần thứ 3, nó là phần liên quan đến bài kiểm tra. Quý phụ huynh muốn xem thông tin bài kiểm tra chi tiết và không bị ảnh hưởng bởi thông tin khác, quý phụ huynh có thể kích vào bài kiểm tra để xem tập trung vào bài kiểm tra. Về phần bài tập về nhà, mỗi một buổi học sẽ có phần bài tập về nhà. Quý phụ huynh có thể xem bài tập về nhà của các buổi học tương ứng. Ví dụ, hôm nay con học là ngày 14 tháng 10. Mình có thể kích vào ngày 14 tháng 10 để xem link bài tập về nhà của con. Và sau đó thì khi các con làm bài tập xong, các con sẽ chụp ảnh và bấm vào mục thêm ảnh để có thể gửi ảnh kèm cho giáo viên chấm. Đồng thời, có những bài tập mà bên nhà trường sẽ luyện trong dạng bài tập của các con sẽ có phần video thuyết trình hay video vlog luyện về phần speaking. Thì các con có thể đăng phần video của mình lên phần drive của email. Sau đó các con sẽ vào phần thêm đường dẫn và gắn đường link video đó. Sau đó bấm vào phần thêm, đồng thời bấm vào phần gửi để có thể gửi cho giáo viên.
Giáo viên khi nhận được bài tập của con thì giáo viên sẽ chấm và nhận xét trên app, đồng thời sẽ hiện ra thông báo về phía phụ huynh thì phụ huynh có thể kích vào mục thông báo để xem chi tiết nhận xét về phần bài tập về nhà. Về phần xin nghỉ, trong trường hợp các phụ huynh và các con có lịch nghỉ đột xuất và bất khả kháng, quý phụ huynh vui lòng kích vào phần xin nghỉ. Sau đó sẽ kích vào mục dấu cộng bên góc phải màn hình. Sau đó quý phụ huynh vui lòng kích vào phần thông tin đơn xin nghỉ và quý phụ huynh vui lòng viết lý do cụ thể ra sao để bên bộ phận nhà trường có thể duyệt. Trong mục tới, quý phụ huynh vui lòng chọn cơ sở mà mình đang học. Ví dụ, các học viên học offline có thể chọn cơ sở trực tiếp Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Phạm Tuấn Tài hoặc là cơ sở trong Hồ Chí Minh. Đối với các học viên đang học online trực tuyến 1.1, quý phụ huynh vui lòng kích vào mục LS Online. Sau khi điền nội dung xin nghỉ, thì các phụ huynh sẽ kích vào phần ngày nghỉ từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Sau đó, quý phụ huynh bấm vào phần gửi. Một phần rất quan trọng đó là phần sự kiện ngoại khóa. Thì đối với phần sự kiện ngoại khóa, tính năng này chỉ áp dụng cho tất cả các học viên và phụ huynh đăng ký ngay trong ngày test trình độ sẽ được hưởng quyền lợi này. Trong chương trình sự kiện ngoại khóa, đó là chương trình gia sư buffet dành cho tất cả các học viên bổ trợ các kiến thức chính ở trên trường học của con và cũng như trên trường học tại LS. Mỗi một tuần các con sẽ có các cái chương trình gia sư bổ trợ được đăng ở trên đây và các con sẽ được vào đăng ký theo lịch giảng cá nhân của mình cũng như kiến thức yếu mà các con cần được bổ trợ. Ví dụ, bạn nhà mình đang học chương trình IELTS 6.0 và cái kiến thức yếu của con đang là kiến thức về viết thì mình sẽ tìm các kỹ năng về viết để có thể tìm cho con và đăng ký cho con. Quý phụ huynh sẽ nhìn thấy trên phần ảnh, sẽ nhìn thấy các thứ, thời gian học, đối tượng học, chủ đề học của các con và mình sẽ xem được cái ảnh nào, thông tin, kiến thức buổi học nào sẽ phù hợp với con để có thể đăng ký. Mình sẽ kích vào một lớp học bất kỳ. Trong một lớp học bất kỳ sẽ hiện ra thời gian học cụ thể, đối tượng học, nội dung và địa điểm học. Và có phần link tài liệu đi kèm để các quý phụ huynh học viên có thể kích vào đây để có thể chuẩn bị bài học tập của con trước khi tham gia vào buổi học gia sư bổ trợ. Đó. Các phụ huynh vui lòng bấm vào phần đăng ký sự kiện, sau đó tích vào phần tên học viên và tích vào phần thay đổi đăng ký. Sau khi kích vào phần thay đổi đăng ký sẽ hiện ra mục đăng ký thành công và quý phụ huynh và học viên sẽ nhìn ở trên bên góc màn hình sẽ hiện ra số suất mà đăng ký trong lớp học này. Nếu trong trường hợp lớp đó đã full và đầy đủ học viên rồi thì quý phụ huynh và học viên sẽ không thể đăng ký được và chuyển sang lớp khác phù hợp với lịch của con và hiện tại còn chỗ trống để cho con học. Nên trong phần này các quý phụ huynh và học viên vui lòng đăng ký sớm để đảm bảo con có slot trong lớp học của con. Tiếp theo là phần tin tức. Đây là phần thông báo quan trọng bên nhà trường sẽ thông báo tới tất cả quý phụ huynh và học viên liên quan đến các ngày nghỉ hoặc các thông báo về lớp học cụ thể. Quý phụ huynh vui lòng check phần tin tức để có thể nắm được thông tin chi tiết qua từng giai đoạn. Tiếp theo đó là về phần hỗ trợ trong việc học tập của con. Khi các quý phụ huynh và học viên có phần cần hỗ trợ liên quan đến việc chất lượng học tập của con, quý phụ huynh vui lòng kích vào phần hỗ trợ. Sau đó, quý phụ huynh vui lòng kích vào bên phải màn hình, dấu cộng bên phải màn hình. Quý phụ huynh và học viên vui lòng nhập thông tin cần hỗ trợ, cụ thể các thông tin chi tiết, mã lớp học, tên đầy đủ của con và nội dung cần hỗ trợ và quý phụ huynh vui lòng bấm phần gửi. Như vậy thì bên bộ phận giáo viên chủ nhiệm sẽ nhận được thông tin hỗ trợ của bên phía phụ huynh và học viên. Sau đó bên bộ phận giáo viên chủ nhiệm sẽ check thông tin và có thể gọi lại để hỗ trợ cho mình ngay lập tức. Vừa rồi là phần hướng dẫn cách sử dụng app Central Online trên điện thoại di động của mình để tất cả các quý phụ huynh và học viên có thể theo sát việc học tập của con cũng như là hỗ trợ kịp thời các vấn đề giúp cho việc học tập và chất lượng học tập của con được đảm bảo nhất. Xin cảm ơn tất cả quý phụ huynh và học viên đã lắng nghe.